Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi trở lại 8 game. Các bạn cùng mình phá cái đầu tiên nha. War game, let's go. Shadowgun War game. Đây là một tựa game rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Game 3D rất là đẹp mắt. Ok, sẽ đỡ loát 100%. Let's go. Mà phạo. Ok, 25 giây đầu là các bạn làm quen với cái map bản đồ, sau đó thì các bạn mới vào được game. Mình sẽ đi làm quen với cái map bản đồ này. Match starting in 5 seconds. Okay, let's go. Two, one, let's go. Ok, mình đánh chàng này rất là khỏe luôn. Wow, mấy cô nữ này nhảy rất là đẹp mắt. Let's go. Fight. Victory is inevitable. Okay, let's go. Đau luôn. Chết chết. Let's go. Wow, chết rồi. Hai nhân vật đó giết mình. Wow. Mình chỉ đợi 7 giây.
Let's go. I will not stay down. Ok, thắng rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Let's go. Midigon 2 Zombie. This is a goddamn zoo. Last time I played dead, they started eating my guts. That guy's right on zombie luôn. Đi tìm những cái gì ăn thôi. Đây rồi. Night of the living dead. Damn right it is. Xem có cái gì ăn không. Đây rồi, một khẩu súng. Let's go, tiếp tục. Rồi, lại đi ăn súng tiếp nào. Dấu sao này là gì đây? Wow, ok. Thêm một nhân vật nữa. Wow, rất là đông luôn. Rồi, mình có. Mình đi tìm chỗ để chạy thôi. Rất là đông luôn. Anh chàng kia hình như chết rồi. Súng luôn. Khi các bạn giết một đám là rất nhiều súng. À, mình sẽ thử cái này xem. À, rất là kinh khủng. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Vester 2. Đây là một tựa game khá là hot trong những năm vừa qua. There's no need for you to rush. There's no need for you to think. Experiment log 307. Loading test subject. Destruction program starts in 3, 2. Mình là một anh chàng gọi là thoát nạn trong những người đang bị như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ cố gắng thoát ra ngoài để mà báo chính quyền. Ok, let's go. Chạy thôi. Subject activated. Oh my gosh. Unknown trick. Research. Wow. Discharged. Okay, let's go. Wow. Hmm.
Wow, let's go. Hóa ra là một quả bom. Sợ thật. Rồi, các bạn có thể nâng cấp cho của mình. Yeah, ok. Bạn không biết là gì đây. Giáp này. Máu và... hút. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Dragon 2. Let's go. Lần này thì mình sẽ hóa thân thành một chú rồng. Cưỡi chú rồng này. Ok, let's go. Wow, rất là nhiều nhà cao tầng. Mình sẽ phá hết những cái nhà cao tầng này. Yeah, ok, let's go. Cái nước này các bạn phải tránh nhá, nếu không là các bạn sẽ chết ngay. Đó là một dung dịch gọi là tiêu diệt rồng này. Ồ, may thật. Ồ, gặp boss rồi. Let's go. Wow. Con này rất là khỏe luôn, hai xe nữa kìa. Đây mình sẽ phá từ xe một. Wow, đâm ngay vào đây rồi. Đâm vào cái nước này là các bạn sẽ chết ngay nhá. Ok, let's go. Mình sẽ nâng cấp tiếp. Let's go. Giết được mình rất đơn giản luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Ok, let's go. Mình sẽ ấn dị vào đây và bắt đầu tiến tới. Yeah. Đây nó đúng là một môn võ rất là kỳ lạ. Một cân gọi là hàng trăm người. Let's go. Nhưng nếu các bạn để họ đánh một phát thôi là các bạn sẽ thua ngay. Ok. Không biết mình có được nâng cấp gì không. Hình như còn người nào nữa. Ok, let's go. Không biết đã hết chưa. Rồi, mình sẽ đá tung cái này. Wow, rất là nhiều tiền luôn, ăn nữa. Let's go. Wow, rất là sướng luôn. Ăn rất là nhiều vàng. Tiếp tục nào. Đây là những ninja. Thôi mình đá số 4 đi. Ok, let's go. Nâng cấp đi. Let's go. Nâng cấp thêm sức khỏe.
Wow. Game này rất hay các bạn nhá. Let's go. Ok. Tiếp tục nào. Let's go. Ok. Rất nhanh. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được game tiếp theo. Let's go. Let's to survive. Reason 2, đây là một những con quái vật rất là kinh khủng luôn. Ok. Và đây là Reason 1. Mình đã đào Reason 2 rồi. Và Reason 2 thì mình sẽ để hôm sau mình sẽ chơi tiếp. Let's go. Còn lại thì mình sẽ phải tiêu diệt lại mấy anh chàng này. Wow. Let's go. Okay, let's go. Wow, rất là nhiều ma quái khỏe luôn. Đây là phần cuối của Region 1. Ok, thành công rồi. Và mình đã bước sang Reason 2. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. City Sleeper 3D. Let's go. Compton. Đó lên. Wow. Liên tục. Oh my gosh. Sao không bắn được vậy?
anh hết đạn rồi. Hình như hết đạn rồi các bạn. Hết đạn rồi, oh my god. Hết đạn rồi, và bây giờ thì mình sẽ phải đi mua đạn. Hai cô. Ok, let's go. Rồi, mình sẽ mua thật là nhiều đạn luôn. Tránh khi hết đạn. Trận vừa rồi là mình hết đạn nên không có đạn bắn, nếu không thì mình sẽ thắng cái trận đó rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Sleeper 3D. Đây là một tựa game khá là hot và hay trong những tháng vừa qua. Let's go. Rồi, là nhiệm vụ lần này của mình là sẽ đi tìm và giết những hung thủ ở trong bức ảnh đây. Ok, một anh chàng gọi là đeo ba lô xanh, anh ta đây rồi. Let's go. Tiếp tục. Có một anh chàng đeo ba lô xanh, anh ta đang ở đây. Headshot rồi. Dần dần sẽ càng lúc càng khó hơn. Xem có được không. Rồi, bác phải mua súng cơ. Súng phải ngon hơn thì mới đánh được những cửa như thế. Ok, let's go. Một anh chàng gọi là cầm một ba lô màu đỏ. Let's go. Tiếp tục nào. Mình đang sắp nhiều tiền rồi, chuẩn bị để nâng cấp. Đây rồi. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.